đối với cả những con giáp mà tốt là Tuất, Mùi và Dần. Còn đối với cả những bạn như tôi đọc ở trên đấy là tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mão ấy, tháng này các bạn cần phải chú ý là sẽ có một chút gọi là thị phi về tiểu nhân đeo bám. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn là những cái điều cần chú ý trong cái tháng 6 dương này đối với từng con giáp. Đầu tiên là chúng ta phải chú ý một vài điều, đó là chỉ còn một vài ngày nữa thôi là chúng ta sang tháng 6 dương lịch. Tháng 6 dương thì nằm trong hai tiết khí mang chủng và hạ chí. Tháng 6 thì được coi là tháng giữa hạ nên nó mang cái sức nóng và rất là mạnh mẽ. Chính vì vậy đây cũng được coi là tháng vượng hỏa nhất ở trong năm. Ở trong năm thì chúng ta có 4 tháng là tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 được coi là tháng tứ quý. Tháng tứ quý là tháng chuyển giao giữa các mùa. Ví dụ như tháng 3 là gọi là tháng tứ quý là đới hạ. Đới hạ có nghĩa là nó chuyển sang cái mùa hạ, và tháng 6 được coi là tháng nóng nhất của mùa hạ này. Nội dung của buổi ngày hôm nay, đầu tiên là tôi muốn chia sẻ ba cái tuổi trong tháng này mà sẽ bị tiểu nhân đeo bám. Những tuổi Tý, Sửu và Mão. Tuổi Tý, tuổi Sửu và tuổi Mão, tháng này các bạn cần phải chú ý là sẽ có một chút gọi là thị phi về tiểu nhân đeo bám. Các bạn tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mão nhé. Tuổi Tý có nghĩa là 1996 này, 1984 này, 1972 này, hoặc là 1960 này. Đó, 1960 là canh Tý này, 1972 là nhâm Tý này, 1984 là giáp Tý này, 1996 là bính Tý này. Đó. Và tiếp theo là tuổi Sửu. Những tuổi Sửu thì các bạn chú ý, tuổi Sửu ví dụ như là tuổi 97 là Đinh Sửu này, tuổi 85 là Ất Sửu này, tuổi 73 là Quý Sửu này, và tuổi 61 là Tân Sửu. Những tuổi như vậy là các bạn phải chú ý. Còn đến tuổi Mão là 1999 thì là Kỷ Mão, 1987 là Đinh Mão, 1975 là Ất Mão, 1963 là Quý Mão và 1951 là Tân Mão. Thì các bạn đều những tuổi như vậy tôi đọc, các bạn đều phải chú ý là những tiểu nhân sẽ đeo bám các bạn trong những tháng 6 dương này, đặc biệt là cái bạn tuổi Sửu ấy. Những bạn tuổi Sửu thì trong tháng này trong cái năm nay ấy, nó vốn là chúng ta đang ở trong năm Tam tai đúng không? Tuổi Sửu thì đang trong năm Tam tai mà cái tháng 6 này các bạn cẩn thận là sẽ có một chút về vị thị phi. Thị phi vì về tiểu nhân ấy. Tiểu nhân phá hoại đấy. Thì bây giờ tôi sẽ vào từng tuổi một. Đầu tiên là tuổi Tý. Tuổi Tý thì tháng này nó có một cục diện tương xung thì nó sẽ báo hiệu là một tháng không suôn sẻ cho người tuổi Tý. Các bạn có thể có nguy cơ là sẽ có vận xui nó tới. Các bạn sẽ gặp những trở ngại, mặc dù bản mệnh của các bạn là tuổi Tý thì rất là cố gắng đúng không? Tuổi Tý thì thường là rất là chăm chỉ cố gắng, nó giống như mệnh của con chuột. Nhưng mà cũng sẽ khó mà giải thoát được trong vòng trong cái khoảng thời gian ngắn. Vì không những vậy mà trong tháng này là còn bị kẻ xấu hãm hại nữa. Vận trình tài lộc của người tuổi Tý trong tháng 6 dương lịch này thì báo hiệu sẽ là hung nhiều hơn cát. Hung có nghĩa là xấu nhiều hơn điểm điểm xấu nhiều hơn điểm lành ấy. Bản mệnh của tuổi Tý đang bị hung tinh dùng rình rập nên là rất dễ là túi tiền, bảo khố bị thất thoát hoặc là các bạn bị lừa trong tháng 6 này, cẩn thận. Bảo khố thất thoát và dễ bị lừa nên là chúng ta nếu như mà các bạn tuổi Tý trong tháng này mà có công việc làm ăn với cả một người mà chúng ta chưa biết rõ lắm ấy, chưa biết rõ lắm, mặc dù cái mối lợi thì rất là lớn, nghe qua cái lời họ thì mối lợi về chúng ta thì rất là lớn, nhưng mà cẩn thận, những người tuổi Tý trong tháng này dễ gặp cái chuyện mà bị lừa lọc, rồi sau đó chúng ta lại có những chuyện tranh chấp nó rất là mệt mỏi. Tý thì là thủy nên là thủy mà lại gặp tháng hỏa là gặp hoàng vượng hỏa thì sẽ bất dung, nên là sẽ gặp những cái bất trắc về cả tình duyên cho mệnh chủ nữa. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng hãy bình tĩnh trong mọi vấn đề. Tất cả những cái điều mà tôi vừa nói ở trên nó chỉ là những cái mà về thời gian mà thôi, yếu tố về thời gian có nghĩa là yếu tố về thiên đấy, yếu tố về thời gian mà thôi. Còn lại mà ứng xử như thế nào và có thành công hay không thì vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân chúng ta, có nghĩa là nhân. Vì các bạn biết là nhân cộng duyên thì sẽ bằng quả. Nhân duyên thì có nghĩa là những cái sự việc đến với chúng ta. Duyên có nghĩa là những cái khoảng thời gian nó sẽ diễn ra những cái việc gì. Còn nhân
thì chính là bản thân chúng ta, và bản thân chúng ta cả cư xử như thế nào nó sẽ tạo ra kết quả. Không chỉ đây không chỉ là lời khuyên cho các bạn tuổi Tý mà còn cho tất cả những cái bạn các bạn tuổi Tý Sửu Dần Mão Thìn Vị Mão Mùi Thân Dậu Tốt Hợi cả 12 tuổi đều có thể áp dụng được đúng cái lời khuyên này, và đó chính là cái quy luật vận hành của tất cả vạn vật trên đời này. Tiếp theo là tôi sẽ nói đến tuổi Sửu. Tuổi Sửu thì có lẽ là may mắn hơn một chút là tháng 6 dương lịch này, thì tháng 6 này thì tuổi Sửu này may mắn hơn bạn tuổi Tý một chút thôi, nhưng mà vẫn bị cái cách cục là lục hại, nên là những người tuổi Sửu thì cần hết sức thận trọng với tiểu nhân trong những cái ngày mà của tháng 6 này. Có thể những gì mà bạn thể hiện và gặt hái được trong cái thời gian qua thì đã khiến nhiều những người mà ghen ghét tìm cách phá hoại trong cái tháng 6 này những cái thành quả của bạn trong tháng vừa rồi. Nếu như mà không có cái sự góp sức của cái người tiểu nhân đấy thì rất là dễ những người tiểu nhân đó sẽ tìm cách trở ngại các bạn. Nên nếu như chúng ta có cái công việc gì trong tháng trước mà khúc mắc với cả một người tuổi nào đó mà tháng này có thành quả, thì các bạn hãy coi chừng giữ vững những thành quả đó, đừng để những kẻ tiểu nhân đấy nó làm hại lại những cái cố gắng của chúng ta trong cái tháng trước. Và cái người tuổi Sửu thì chưa kể là cái cách cục ấy còn xấu, cái cách cục xấu này nó khiến cho cái tâm tính của người tuổi Sửu trở nên là thất thường, hay nóng giận, làm gì cũng sẽ không nhẫn nại, chóng chán, và như vậy nó sẽ dẫn tới là khó thành công. Vì những người tuổi Sửu trong cái tháng, trong cái năm nay ấy, là đang bị tam tai, mà đã tam tai thì cái bản tính, tâm tính và cái gọi là cái trường năng lượng, cái huyết dịch ở trong cơ thể của chúng ta nó đã thay đổi, và nó làm cho cái tâm tính của chúng ta nó thay đổi rất là thất thường rồi, mà lại cộng với cả cái tháng 6 nó lại vượng hỏa nữa, càng làm cho những người tuổi Sửu sẽ có những cái nóng giận. Nên là các bạn hãy bình tĩnh trong tất cả các mối quan hệ, các bạn cần phải bình tĩnh để mà giải quyết. Tuổi thứ ba là tuổi Mão. Tuổi Mão thì với cái cục diện là tương phá án ngữ, tương phá án ngữ trong cái tháng này thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình của người tuổi Mão. Công việc người tuổi Mão thì tháng này sẽ gặp nhiều chuyện không như ý muốn. Bản mệnh các bạn có thể bị những kẻ tiểu nhân chọc phá và cản bước, hay là ghen ghét hoặc là đố kỵ với những gì mà bạn đã đạt được. Các bạn tuổi Mão ấy, cũng giống như là những bạn tuổi Sửu, thì trong tháng này cũng chớ là có tin những cái mối quan hệ mà chúng ta vừa mới quen biết, mặc dù ở trước đó kể cả có những cái người thân quen của chúng ta giới thiệu cái người đó với chúng ta, thì các bạn cũng đừng có tin vội trong cái công việc làm ăn nhé. Chúng ta cần phải tỉnh táo, sáng suốt, và tốt nhất là có thời gian gọi là trial, là thử nhau, làm việc thử cùng nhau, thì hãy 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 đặt niềm tin. Thế thì trong cái tháng, tôi nhắc lại là trong cái tháng 6 dương này có ba con giáp là Tý, Sửu và Mão, thì cần hết sức cẩn thận là cái tiểu nhân và có thể bị cản phá về tài lộc. Tiếp tới là tôi nói đến ba tuổi là Dần, Tuất và Mùi. Tuổi Dần là 1998 này, 1986 này, và 1974 này, 1962, là 1950. Còn tuổi Tuất thì là 1994, 1982, 1970 và 1958. Tuổi Mùi thì là 1991, 1979, 1967, 1955. Ba tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi trong tháng 6 này thì sẽ tương đối là thuận lợi. Tháng 6 dương này sẽ là tháng có nhiều cơ hội thuận lợi cho các bạn. Đầu tiên là nói đến tuổi Dần. Tuổi Dần thì có một bộ tam hợp, có tam hợp phù trợ, nên là tháng 6 dương lịch này sẽ mang lại nhiều tháng nhiều may mắn và thuận lợi ở mọi phương diện đối với những người tuổi Dần. Và đặc biệt là về cuối tháng, sự nghiệp sẽ tiến triển tốt đẹp, sẽ hoàn thành được mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Người mà làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội thăng tiến, và khi mà thể hiện được năng lực cá nhân lẫn là tài dẫn dắt ở trong công việc. Đặc biệt là những bạn nào mà đang là trưởng nhóm, là trưởng đội nhóm, thì trong cái tháng này các bạn sẽ có phát huy được cái tài mà cái khả năng dẫn dắt cũng như là làm việc nhóm của các bạn. Trong cái tháng 6 này thì tuổi Dần có thể là mưu sự lớn và sẽ có khả năng thành công cao. Tuy nhiên là làm gì chúng ta phải cẩn trọng từng chi tiết nhé. Cái điều này là không thể tránh được. Vì tôi đã nói rồi là nhân quả cộng nhân thì mới bằng duyên. Chẳng có cái quả nào nó tới mà nó mà chẳng có cái duyên nào tới mà nó mang lại kết quả luôn đâu. Cái duyên nào tới thì cũng phải có cái con người, cái hành động của con người, nên là duyên tới thì nhân nó phải biết đón nhận như nào đó. Tiếp theo là với phương diện tài lộc thì những bạn tuổi Dần thì cũng sẽ được dồi dào
tài lộc dồi dào, các nguồn thu nhập thì đều có xu hướng tăng đáng kể. Người kinh doanh vào trong tháng này, người tuổi Dần kinh doanh trong tháng này sẽ được may mắn và lợi nhuận là tốt, doanh thu thì sẽ đạt được ngoài dự kiến. Nếu mà những người tuổi Dần mà muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì trong tháng này chưa nên mạo hiểm. Mặc dù là tháng 6 là tháng tốt nhưng nó không có cách cục để các bạn có thể là mạo hiểm cho những công việc mà đầu tư quá nhiều. Và nếu như chúng ta có đầu tư quá nhiều mà công việc của chúng ta đã định từ trước đó rất lâu rồi thì chúng ta cần phải chọn ngày giờ tháng tốt, có nghĩa là chọn cái thời khóa tốt để mà chúng ta khai mở cái công việc kinh doanh đó, cũng như là chọn con người và đồng hành phù hợp với cả chúng ta. Và tiếp theo là tuổi thứ hai là tuổi Tuất. Tuổi Tuất thì sẽ được tam hợp nên là tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều tin vui tốt trong tháng 6 dương này. Tuổi Tuất trong tháng 6 thì nên tin tưởng vào năng lực của bản thân và mạnh dạn thử sức của bạn để mà đạt được những kết quả tốt. Nếu mà chăm chỉ thì thu nhập tháng này của bạn sẽ rất là thành quả, sẽ thành quả tốt nhất từ đầu tháng tới giờ. Nếu như các bạn chịu khó chăm chỉ và có một kế hoạch tốt thì cộng thêm cả phần trợ mệnh của tháng 6 này đã tốt rồi nên chúng ta sẽ khá là may mắn. Và tiếp theo nữa là các bạn cũng đừng ngại khó khăn, bởi vì mọi thứ rồi cũng sẽ được tháo gỡ ổn thỏa nhờ hai đại cát tinh là Tử Vi và Giải Thần hỗ trợ. Trong hai vài hạng mục tồn đọng trước đó thì các bạn sẽ gặp được một vài những cái con đường để có thể giải quyết được. Nên là những bạn tuổi Tuất thì nếu như tháng vừa rồi các bạn có những cái gì bạn khó tháo gỡ ấy, thì các bạn hãy làm mạnh mẽ hơn trong cái tháng này. Và thứ ba là tuổi Mùi. Tuổi Mùi thì được cách cục nhị hợp nên là trong tháng 6 này thì dương lịch này sẽ làm cho cái người tuổi Mùi cảm thấy tinh thần phấn chấn và tích cực trong cuộc sống. Các cái mối quan hệ cũng sẽ được mở rộng và sẵn sàng giúp đỡ. Những cái mối quan hệ đó sẽ sẵn sàng mà giúp đỡ các bạn rất là nhiệt tình. Chính vì vậy nên là trong cái tháng 6 này, những bạn tuổi Mùi thì hãy lục lại cái danh bạ điện thoại của mình và xem lục lại danh bạ của mình và xem những cái mối quan hệ với cả mình, là những người đang có mối quan hệ với cả mình đó, thì các bạn hãy cùng tạo ra những cái liên kết, những cái giao tình lại để mà giúp đỡ các bạn trong cái tháng 6 này. Và trong cái tháng 6 này thì những người tuổi Mùi, tuổi Tuất và tuổi Dần mặc dù là tốt rồi nhưng chúng ta hãy chớ đừng gọi là chủ quan. Nếu như các bạn muốn trợ mệnh tốt hơn, các bạn có thể cân nhắc cái việc mà chọn một cái vật phẩm phong thủy để mà nó trợ mệnh cho mình. Và trong cái tháng 6 này thì bát tụ bảo tụ tài sẽ là vật phẩm có thể trợ mệnh chúng ta rất là tốt. Khi mà chúng ta đặt vật phẩm ở trong nhà thì sẽ giúp ra năng lượng ổn định khí trường, và chúng ta đặt ở trên bàn làm việc cũng được, bàn học cũng được, sẽ giúp cho đầu óc sáng suốt, tỉnh táo và phù hợp cho những ai làm công việc mà tính toán về văn phòng. Nếu mà đặt ở cửa hàng thì sẽ là may mắn phát tài phát lộc. Đó là đối với cả những con giáp mà tốt là Tuất, Mùi và Dần. Còn đối với cả những bạn như tôi đọc ở trên ấy, là tuổi Tý, tuổi Sửu và tuổi Mão ấy. Tuổi Tý, tuổi Sửu và tuổi Mão thì chúng ta sẽ có cách hóa giải như này này. Phương pháp hóa giải tuổi Tý, tuổi Sửu và tuổi Mão nó sẽ như nhau như sau. Tuổi Tý thì vốn cái cung bản mệnh của người tuổi Tý nó sẽ ở cái hướng 0 độ Bắc, có nghĩa là tuổi Tý là ở cái hướng chính Bắc của nhà mình. Vậy nên là trong cái tháng này, trong cái tháng 6 này này, các bạn nhớ là cái hướng chính Bắc phải để cho luôn sạch sẽ. Những người tuổi Tý nhá, tuổi Tý luôn để sạch sẽ cái hướng Bắc của nhà mình trong tháng này. Tuổi Sửu thì ở khu vực trung cung giữa nhà mình, tháng này các bạn hãy giữ sạch sẽ. Và tuổi Mão là khu vực phía đông của nhà mình, các bạn hãy giữ sạch sẽ trong cái tháng này thì sẽ tránh được thị phi, tránh được tiểu nhân phá hoại một phần. Còn ngoài ra, nếu như các bạn có điều kiện mà muốn trong tháng này có một cái công việc nào đó quan trọng thì chúng ta hãy cân nhắc cái việc mà thỉnh vật phẩm phong thủy. Vật phẩm phong thủy trong tháng này nó sẽ là thượng quan long quy, hay còn gọi là long quy thượng quan. Trong tháng này những người tuổi Sửu,
tuổi Tý và tuổi Mão cân nhắc việc thỉnh thượng quan Long Quy. Thì linh vật này, linh vật thượng quan Long Quy có đặc điểm là trên lưng cõng một cái mũ quan, nên là sở hữu về sức mạnh, về ý chí thăng tiến cũng như là quan lộ rộng mở. Vì là Long Quy còn mang ý nghĩa là hóa sát nữa, mang ý nghĩa là hóa sát nữa, nên là chúng ta cũng có thể là thỉnh Long Quy về đặt ở trên bàn làm việc. Thì một, nó sẽ hóa giải được những hình thế sát, sẽ chiêu cầu về phát triển về công danh, cũng như là sẽ hóa giải được về tiểu nhân. Thì cái thượng quan Long Quy, nếu bạn nào muốn thỉnh thì các bạn hãy để lại cái bình luận, thì các bạn trợ lý của tôi sẽ giúp các bạn để mà thỉnh cái vật phẩm này.